chiều với ông bà cô bác. Giờ đây đã đến giờ làm lễ đọc thời gian qua. Giờ đây trước sân hành lễ sẽ được tập kính mời thầy cùng tất cả các gia đồng chuẩn bị. Chúng ta tiến hành vào sân hành lễ để chúng ta chuẩn bị làm lễ bái quan và di quan. Liên tục như tôi nên hiện đưa lại cho bác con trong cổ được mang tên hồi chung từ tỉnh sông dạ của Diễm Châu thôi chị cùng lắng nghe. Say giấc mộng 30 năm có nè, chợt tình ra thì dần chẳng đã nhắm nhiều. Vui bao nhiêu thì sầu hận cùng bấy nhiêu, dần đang càng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm neo lắng trong mù tương oán hận thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mấy phen rồi. Thì đã
đến giờ làm lễ thi quan. Xin trân trọng kính mời tất cả những gia đồng của chúng ta chuẩn bị trong một chỉnh tề để bước vào bên trong tiến hành nghi lễ bái giặc đón.